sữa không? Có hả? Rồi đi học vậy mẹ có cho tiền không? Không cho. Có sữa có bánh không? Có hả? À, cô chú à, nó lại hết hai lần rồi đó, lúc chứ chị xương đòn hết lần nữa. Trời ơi, ôi người đứng thẳng được không? À, vậy được bình thường. Còn cái này cô chú anh chị tài em bé tên Lâm Trấn Huy. À, đây ca sĩ tên gì con? Tên gì? Lâm Câu. Hả? Lâm Câu. Là tên gì? Lâm Câu. Ồ, Lâm nói cho lớn rồi, nói cho lớn đây cho cô chú anh chị được biết hả? Ngọc Trân Châu, cảm ơn Vinh kia gà, cảm ơn Vinh kia gà. Nói chung là đến chào quý mạnh thường quân thân yêu. Hôm nay mình được rảnh thì mình cũng có chạy xe ngang thì mình thấy hoàn cảnh của chị Hồng và anh Khang có bốn đứa con, mà hai đứa thì đi học, một đứa lớn thì cho chị Hồng. Thì bữa nay mình cũng thông qua kênh Hồng Trung TV phần gạo của chị Thanh Hiền, gia đình chị Thanh Hiền ở bên Mỹ, thì mình cũng ghé qua đây thì mình cũng gửi quà cho chị Hồng và anh Khang. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo mình coi hoàn cảnh như thế nào nhé. Dạ, mời cô chú anh chị theo mình. Thì bây giờ mình cũng thấy hoàn cảnh của chị Hồng, thì mình cũng không có gì gửi, thì cũng cảm ơn gia đình chị Thanh Hiền ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình. Bây giờ mình mời cô chú anh chị cùng theo mình nhé. Chị Hồng ơi, chị Hồng ơi, chị Hồng ở đây hả? Đây là chị Hồng, vợ của anh Khang. Thì bây giờ mình lại tới nhà đó, mình hỏi anh thì mình chia sẻ video này lên ha. Thì bây giờ mình trao hạt gạo yêu thương từ gia đình chị Thanh Hiền ở bên Mỹ. Thì bây giờ mình trao đây là phần gạo của chị Thanh Hiền ở bên Mỹ gửi cho chị. Dạ, yeah, cảm ơn những gia đình chị Thanh Hiền. Dạ. Thì cuộc sống hàng ngày đó của chị, đó, chồng mình đi làm gì chị? Đi bốc xếp. Đi bốc xếp hả? Dạ. Thì bốc xếp chị ngày được bao nhiêu chị? Tùy ngày. Tùy ngày hả? Ít khoảng bao nhiêu chị? Nhiều khi cũng 100, nhiều khi cũng 150, 200 vậy đó. Vậy mình được mấy em bé? Ba đứa hả? Rồi đứa lớn được mấy tuổi hả chị? 13 tuổi. 13 tuổi rồi, học hành như thế nào chị? Học hành thì nó cũng ấy, nhưng mà học dở rồi, nó học ấy rồi, không có khả năng lo, là hai đứa này đi học rồi. Thành ra cho đứa lớn nghỉ dùng phụ. Vậy là chị cho đứa lớn 13 tuổi nghỉ học, thì lo cho hai đứa mình học lại. Rồi đứa lớn mình cũng đâu có làm gì được, chưa có làm gì được mà cho nghỉ. Tại vì 4 tuổi đi làm, cho nó đi làm bánh. Làm giấy chứng minh cho nó đi làm bánh. Thì nó học được lớp mấy nó nghỉ chị? Lớp 6. Từ hai bé này học được Lớp 1 với mẫu giáo. Thì thông qua kênh của mình như vậy đó, mình lại tới đây mình cũng rất là muốn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình. Thì nói chung là cũng hơi khó khăn, tại vì có ba đứa con, thì một đứa lớn mới có 13 tuổi mà đã nghỉ học, để cho nghỉ học để đi để phụ giúp gia đình. Thì mình cảm thấy là cũng rồi bé trai học dở hay là sao? Nó học dở. Dạ. Rồi hàng ngày vậy chồng mình đi làm á, rồi chị có làm gì phụ chồng không? Ở nhà chở con đi phụ gói bánh. Ở nhà chở con đi học, rước đi học trường học bên gần đây không chị? Gần khoảng mấy trăm mét hả? Mấy trăm mét. Thì chị ở nhà thì đưa rước hai đứa con để đi học, thì cũng ở nhà thì thời gian rảnh gói bánh gì chị? Gói bánh tét buộc dùng người ta trả công hay là sao? Người ta mua ăn mua về cho vậy đó. Tức là đi buộc dùng người ta không có trả công bằng tiền, mà người ta là mua đồ ăn hoặc là mua gạo nhu yếu phẩm này kia là cho, chứ tiền thì chắc có thể là không, tại gói bánh thì nói chung cũng không có lời bao nhiêu.
thì bé học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Hả? Con học lớp mấy rồi? Đẹp gái vậy? Lớp chơi hả? Thì hàng ngày con có uống sữa không? Có hả? Rồi đi học vậy mẹ có cho tiền không? Không cho hả? Cho sữa ăn hộp chứ một bánh nè. Không có cho tiền con thì sao con mua bánh ăn được? Hả con? Nói hả? Trong ăn hộp rồi mình bánh. Trong cặp da mình có sữa có bánh không? Có hả? Vậy là mẹ không có cho tiền. Tại vì trong cái cặp da của mình là có bánh rồi phải không? Rồi có sữa rồi phải không? Rồi con học tới mấy giờ mới về? Mới được về? 10 giờ rưỡi hả? Bây giờ này con ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Bữa nay mình được gì ăn vậy con? Bữa nay mình được gì ăn? Canh gì? Canh gà má hả? Thì bé thì mới mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Bé 5 tuổi đi học lớp lá hả? Thì em trai học lớp mấy rồi em trai? Cái chú hỏi con học lớp mấy rồi? Con học lớp 1 hả? Rồi đi học thì mẹ có cho tiền con đi học không? Không hả? Thì rồi đi học thì các bạn của mình á ăn bánh thì sao, mình có bánh ăn không? Có hả? Không có tiền sao có bánh? Em mới cho mua một bánh 3 ngàn với chị ăn hộp á, thấy tội nghiệp đứa nhỏ con á, mua trường học cho uống. Vì bữa nào nghỉ thì không có cho uống đâu, đi học có cho uống. Vậy ra đi học là chị mua bánh hột tôm hoặc là bánh gì đó mệt 3 ngàn á, rồi sữa hột mình á, của cô gái Hà Lan rồi đó, một hộp gì bao nhiêu? Hộp 5 ngàn. 5 ngàn, vậy là đứa bé đi học lớp 1 có tốn có 8 ngàn hả? Tốn có 8 ngàn. Học tới mấy giờ mới về? Con trai học tới mấy giờ mới về? Giờ rưỡi. Rồi giờ này con ăn cơm chưa? Dạ. Ủa tay con bị gì vậy? Tay nó bị gãy á, lúc chứ chỉ hết 1 lần. Cô chú, tay nó là gãy hết 2 lần rồi đó. Lúc chứ chỉ xương đòn hết 1 lần nữa. Trời ơi. Ôi, người đứng thẳng được không? Vậy được. Bình thường, còn con này cô chú anh chị, tay em bé thì bị gãy. Rồi bữa nay con ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Rồi con tên gì vậy? Tên gì? Hả? Nói cho lớn rồi, cho cô chú anh chị được nghe coi. Con tên Lâm Trấn Huy. Đây ca sĩ tên gì? Con tên gì? Hả? Là tên gì? Trần Câu. Lâm, nói cho lớn rồi cho cô chú anh chị được biết hả? Câu tên gì? Trần Câu. Ngọc Trân Châu. Lâm Ngọc Trân Châu. Trân Châu trà sữa đó cô chú anh chị. Thì nói chung á, mình cũng lại đây là để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Thì bữa nay mình lại tới đây cũng gặp cái mình chỉ vô tình chạy xe ngang thôi, mình cũng thấy là các em bé cũng đông, mà mình nhìn vô á thì thấy trong thấy căn nhà thì nói chung là mái thì chỉ có mái tôn thôi, thì bên hai bên vách thì toàn là lá thôi. Ở đây thì cũng là nói chung là nhà có con nít thì nó gắt hết, thì cũng là giống như là nít thì nó hơi bậy phá vậy đó cô chú anh chị. Thì bây giờ cùng với mình đi vô trong nhà để quay khảo sát trong nhà cho cô chú đó. Đây là bên trước nhà của chị Hồng và anh Khang. Thì đây là trước nhà của chị có ba đứa con nè đó. Nói chung là nền thì nền đất nha. Bây giờ chắc trời mưa thì mình không biết là có dột hay là không. Thì bây giờ mời cô chú anh chị vô trong nhà cùng với mình nha. Đây là trước nhà chỗ mình ngồi tâm sự và trò chuyện với chị hồi nãy đó. Thì bây giờ mình vô trong nhà nè. Nói chung là trong căn nhà thì cũng đơn sơ thôi. Nói chung là mái ấm gia đình. Thì nói chung là chắc chồng chị thì đi làm mất giác á, đủ ăn với hột thiếu và hột thôi. Thì
ở trong thì che tấm bạc lại. Với bên hông bên đây thì nhờ vào bức tường của người ta, nhờ vào bức tường nhà kế bên thì lấy cái vách của người ta đỡ một phần nào đó. Đây thì nói chung là trong căn nhà thì nói chung là không có gì cả, nói chung là rất là trống trơn nha. Đây bàn thờ nha, phía sau dưới thì có cái tủ, mà cái tủ này là rớt cái kiến mất hết rồi. Đó, thì bây giờ mời cô chú anh chị vô trong cùng với Bình thêm chút nữa nha. Đây là phía bên mặt tiền đó, mặt tiền ở nhà trước nha cô chú anh chị. Mặt tiền thì che lá đỡ đó. Đó, không biết là mưa lại có dột hay không, chắc Bình thấy là chắc cũng không có dột, nhưng mà đòn tay này kia bằng cây che thì nó cũng sụp sệ hết rồi ha. Đây là cánh cửa, còn đây thì bên hông nhà thì cũng rách hết rồi ha. Bên hông nhà đây mình đi vô trong nhà cùng với Bình ha. Đó, thì đi là đường vô trong nhà cùng trong nhà của chị Hồng và anh Kháng ha. Đó, trong nhà thì nói chung là chỉ có như vậy thôi, nói chung là đều là che bạc, che bạc để làm cái giống như là cái bức tường. Đây là cái phòng ngủ, đây phòng ngủ, phòng ngủ của vợ chồng và chắc mấy em bé. Đây, phía trên thì cũng có che tấm bọc lại ha, che tấm bạc lại ha. Đây là mình giới thiệu sơ qua thôi, thì nói chung là cái tôn này là cái tôn cũ của người ta để chia lại để lột á. Tại vì tôn cũ thì khi mà mình lấy làm lại thì lúc nào nó cũng có cái lỗ ha cô chú anh chị, lúc nào nó cũng có cái lỗ. Thì lỗ, mấy cái lỗ này thì không sao, mình lấy silicone mình bắn lại thì nó hết dột thôi đó. Thì mình chỉ là lại là mình chia sẻ video này lên, tại vì nhà cũng có mấy đứa em bé. Thì bây giờ mình vô tới nhà sau rồi ha. Đó, nhà sau, đây là nhà sau, nhà sau của chị Hồng và anh Khang nha. Đây là cái nhà sau, chỗ rửa chén và tắm rửa này kia nè. Đó, chỉ có cái lu. Còn phía bên kia chắc toilet hoặc là cầu tiêu á. Cầu tiêu. Giờ cô chú anh chị, cầu tiêu á. Toilet á, tại vì nhà này không có ha. Bên đây thì nói chung là cái phòng tắm, cái nhà tắm á, che bọc che bạc lại ha. Đây là toàn cảnh từ ở nhà sau mình soi đi đó, mình quay cho cô chú anh chị được thấy đó. Thì cái tôn này là mình nói là cái tôn cũ nè, cái tôn cũ thì lâu nay nó cũng bị mục thôi đó. Cái tôn cũ này mình nhìn sơ là mình biết liền chứ đâu, đó này là cái tôn cũ. Dạ, cũng không sao, cũng đỡ một phần nào đó, không có mưa dột nha. Dạ, đây là cái chỗ rửa chén, rửa tay chân, chỉ có một cái lu thôi ha. Đó. Thì phía bên đây thì nói chung thì chỗ rửa chén thì nói chung ở dưới toàn là nước màu đen. Thì mình nãy giờ đó, mình cũng chia sẻ trong cái căn nhà của chị Hồng. Thì bây giờ mình cũng qua đây cùng hỏi chị Hồng, nếu mà có điều ước thì chị ước được như thế nào chị? Thì chị ước mơ được đây một căn nhà giữ trời mưa dễ do gió thôi. Ở nhà cũng dỗ cái mưa cũng bắt đi. Tức là chị là ước được cái hai bên hông cách cái che cái miếng tôn lại, đừng cho nước tạt vô không? Vì cái chồng của mình đi làm hàng ngày như vậy đó thì đủ ăn xài không chị? Chồng đi làm con mình là rồi ở nhà với mẹ với ba đứa con nữa là ăn bốn người chỉ đủ ăn thôi là chứ không đủ ấy đâu, chứ không thiếu tiền cũng thiếu mượn ta không. Rồi đủ ăn như vậy, ví dụ mà bé nhỏ nó có bị bệnh này kia thì sao? Thiếu mượn tiền ta không, thì chồng đi làm từ từ trả. Chồng đi làm từ từ trả. Thì nói chung mình qua tới đây mình
chia sẻ video này lên thì mình cũng rất là mong cô chú anh chị trong nước và ngoài nước thì cũng mong cô chú anh chị giúp đỡ cho ba em ba đứa nhỏ được đi học, tại vì gia đình khó khăn á, đứa lớn mới có 13 tuổi mà đã cha mẹ bắt nghỉ học để làm sao làm giấy chứng minh để đi làm bánh phụ phục giúp cha mẹ, tại vì cha mẹ lo không sẽ thì các em nhỏ thì còn đi học, đứa thì học lớp trồi, còn đứa thì mới học lớp 1 đó, nên là cũng rất là khó khăn. Thì mình qua tới đây mình xin chia sẻ video này lên thì mong quý vị thông cảm, thì mình rất mong quý vị anh chị trong nước và ngoài nước cùng giúp đỡ. Tại mình chia sẻ video này lên đó, mình xin nói chuyện mình cũng chưa có mạnh thường quân, thì mình chia sẻ video này lên thì mong cô chú anh chị mạnh thường quân sẽ biết đến mình nhiều hơn. Thì chị ơi, cái mình cho mình xin phép mình hỏi là chị ơi, cái hàng ngày của mình đó, mình là được gì ăn cơm, bữa nay mình được gì ăn cơm chị? Canh lấy hết 10.000 với thịt 15.000 canh bàn. Mình thì giờ miếng mình ăn cơm với canh thì có gì mặn không chị? Sập bóng à. Cô chú anh chị mua canh của người ta 10.000, cái canh rau má người ta bán là người ta nấu chín sẵn đó, mua 10.000 với hai củ sáp bú, ăn với sáp bú là cũng được, nhưng mà ăn thì nó nói chung là không có dinh dưỡng, thì sống ăn để mà sống qua ngày vậy đó. Thì nói chung thì cũng thấy chị chia sẻ cũng rất là nhiệt tình, thì sao ăn cơm sắp tối như vậy, thì ví dụ mà chồng đi làm gì đó thì chồng có đưa tiền hết không hay là sao? Cũng đưa mớ, tại vì còn thiếu ta mớ. Đưa một mớ. Có người chồng mình làm bút giác ở đâu? Đi giác gì? Ở Sóc Trăng mình đó. Làm bút giác thì giác gì cái gì? Giác đủ thứ, giống như nói chung là làm gì làm đó. Làm bút giác, con kêu làm gì làm đó hả? Thì bữa nay thì giờ chị ở nhà rồi, cô chú anh chị mạnh thường quân từ gia đình của chị Thanh Hiền đó cho gạo mình 10 kg với 4 lon cá mòi với 1 chai nước tương và 1 chai nước mắm với 1 chai dầu ăn á, thì chị có thấy vui không? Dạ rất là mừng. Em có vui không? Dạ, vui dạ. Vui không? Có vui không con? Vui không? Vui thì hai con cảm ơn cô chú bên Mỹ đi nè. Cảm ơn em. Cảm ơn Nhinh kia kìa, nói chung là hai con cũng rất là ngoan, tại bé 13 tuổi thì nói chung là bé cũng đi vòng vòng nên là bé thấy không có tại nha. Thì bây giờ mình cũng cảm ơn gia đình hay từ gia đình, cảm ơn gia đình của chị Thanh Hiền ở bên Mỹ, thì mình cũng chúc cô chú nhiều sức khỏe và luôn thành công nhé. Thì bây giờ mình cảm ơn, bây giờ mình chia sẻ nãy giờ đó, thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Thì mình cũng rất là mong cô chú anh chị chúng ta giúp đỡ, tại vì mình cũng chưa có mạnh thường quân á, thì mình thấy căn nhà thì nói chung là cũng sụp sệ, thì nói chung là tạm qua mùa mưa này được, nhưng mà hai bên hông á thì mưa nó lớn quá, khi mà gió thì nó sẽ tạt vô, thì ở trên môi á thì mua cái tôn cũ của người ta, ở trên nóc nhà mua cái tôn cũ của người ta đó để che lại, không có cho mưa nó không có dột, mà có những cái lỗ mà mình bắn cái đinh dù vô đó thì nó sẽ dột theo cái đường đó, nhưng mà cái đó là mình xử lý rất là nhẹ, tại vì mình lấy silicone mình bắn vô thì cảm thấy là rất là ok rồi. Thì mình cũng là chia sẻ lên là tại vì ba đứa đi học mà bây giờ đứa lớn thì nghỉ học, thì mình cũng thấy rất là tội cho đứa em trai 13 tuổi đó. Đứa em trai 13 tuổi ngồi gần mẹ đó thì rất là tội nghiệp, tại vì chưa gì mà cha mẹ đã bắt em nghỉ học để phụ giúp trong gia đình. Thì hai em nhỏ thì đứa học lớp mầm non và một đứa thì học lớp 1. Thì bây giờ mình xin chia sẻ video này lên, nếu cô chú anh chị cảm thấy video này hay
thì mình cùng chung tay và giúp đỡ ha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị cảm thấy hay, nhớ subscribe và đăng ký kênh dùm cho mình để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt cô chú ạ.